trong cuộc đối đầu kỳ bầu cử này, ngày hôm qua là chúng ta đã biết Đảng Cộng Hòa đã chính thức hợp thức hóa đề cử Tổng thống Trump. Bên Đảng Dân Chủ thì đã qua rồi, đã chính thức đề cử nguyên Phó Tổng thống Joe Biden đại diện cho Đảng Dân Chủ. Hôm nay, giảng sư Mã Gia Trí sẽ lấy tài liệu để so sánh để chúng ta thấy giữa Tổng thống Trump và Phó Tổng thống, nguyên Phó Tổng thống Joe Biden có những cái gì khác biệt và giúp cho quý vị dễ chọn lựa khi đi bỏ phiếu. Thưa mời anh. Dạ, thưa cảm ơn nhiều mình. Thưa quý vị, thực sự thì có hai ba điểm mà chúng ta thấy qua cái chương trình của tuần rồi cũng như bắt đầu của Cộng hòa. Nhưng mà chung chung thì chúng ta thấy như nào? Điểm thứ nhất, ông Biden là một chuyên nghiệp chính trị gia, 47 năm trong Quốc hội. Thì dùng kỹ những cái gì ông đã làm, chúng ta thấy chưa có tạo được một công ăn việc làm nào hết. Trong khi ông Tổng thống Trump là một người thương gia, lớn lên ở tại New York. Và từ nhỏ ông đã sáng kiến làm những cái chuyện nhỏ, đến khi ông giúp ba ông để xây dựng những cái nhà sụp đổ trở thành những cái cao ốc và những thành những cái trung tâm để mà buôn bán, và cuối cùng trở thành cái Trump Tower, create bao nhiêu công an việc làm. Và xuống ở Atlantic City thì những cái tổ chức của Trump rất là mạnh đó. Thì đó là một người có kinh nghiệm tạo công an việc làm. Rồi thứ nhì, về phương diện mà đối ngoại thì thật sự thì ví dụ đối ngoại, kính thưa quý vị, thì ông Biden đã làm được cái gì? Ông Biden ông mới nói hôm cái diễn văn mà ông chấp nhận cái bổ nhiệm của Đảng Dân Chủ, ông nói là bây giờ bao nhiêu trăm ngàn đường xá mà chưa có xây dựng, bao nhiêu thành phố phải sửa, bao nhiêu cái chuyện này phải làm. Kính thưa quý vị, ông có 8 năm dưới thời Dân Chủ, ông đã làm được cái chuyện đó, ông phải làm. Khi mà ông Obama lên tính làm cái chuyện đó, họ cũng ra một cái stimulus package, nhưng mà họ xây rất ít, mà cái đường vẫn đường xá xây bây giờ mình xây 50 năm về trước thì dân số bây giờ nó gấp 10 lần, là tất nhiên mình phải có giải quyết vấn đề. Mà 8 năm rồi ông không làm gì hết thì bây giờ ông hỏi là làm sao ông làm, ông đòi làm cái gì nữa đó. Họ đã cơ hội để làm nhưng họ không làm. Thứ ba nữa là cái điểm quan trọng, Đảng Dân Chủ và phía cực tả không tin có Thượng Đế. Obama, ông Cuomo nói hôm rồi cái Covid-1 đó, chúng tôi làm là quý vị làm chứ chúng tôi đâu có Chúa đến đâu, không có Thượng Đế giúp. Nhưng mà thật sự Federal đã đem vô quân đội, đã đem vô nhà thương, đã đem vô thực phẩm, đã đem vô mặt nạ, đem vô máy thở cho ông. Mà trong khi cái chuyện máy thở của ông đã thiếu. Cái người mà cách đây 5 năm mà ông mà Commissioner về healthcare, public health, ông đang nói chúng ta thiếu 60.000 máy thở, ông không làm gì hết, ông đi invest trên tàu bên bảy tầm bảy lạ. Bây giờ chính phủ vô giúp như vậy mà ông nói cũng không, đó là lệ thuộc vào chính phủ. Và cái đó là cái chuyện rồi đổ thừa. Hai cái chuyện tránh của Dân Chủ là thứ nhất là đổ thừa, thứ nhất là tại xứ này không có khá được, thứ nhì là tại Cộng Hòa, thứ ba là họ đổ thừa trong khi họ là tổng thống 8 năm và trong đó có 4 năm có họ nắm cả quốc hội, nhưng họ không làm gì hết. Họ chọn không làm gì hết. Rồi ở ngoài đó thì về phương đối ngoại thì ông Biden đã làm được gì? Cái hiệp định Paris, Accord Paris là gì? Cái hiệp định Paris là trói chân tất cả những người sản xuất, những hãng xưởng của manufacturer của Hoa Kỳ và giúp lợi cho tàu. Trong khi tàu 1.4 tỷ mà mình có 350 triệu mà mình phải đóng tiền để cho mình đó họ sửa phá thải, là Tổng thống Trump bỏ đi lại vì không có lợi dân nước. Rồi NAFTA tưởng làm gì cho Mexico và tất cả Canada ăn gian mình Tổng thống dẹp, không có lợi cho đất nước, bỏ đi. Rồi Iran ổng làm được cái gì? Đem tiền cúng cho người ta, năn nỉ người ta, ta cho cái này, tụi bay xây cái máy phát điện mà đừng có phá. Nó lấy tiền đó, nó còn chửi mình ngu, và nó tung ra một số mà khủng bố toàn thế giới, cả dùng được bất an. Tổng thống bỏ hết, chặt đuôi chặt đầu tụi bay. Rồi ông Tàu, Tổng thống Trump, ông Biden ông nói cái gì mà cái ngày ông đi họp ở bên Tàu, thằng ông Hunter Biden đi theo và đi ra cái ngày đó họp, cái ngày sau Biden lãnh 1.5 tỷ để mà investment. Ông có tài cán gì mà ông lãnh 1.5 tỷ nếu không phải là ông Biden lợi dụng. Rồi Ukraine, ông còn nói nữa,
cái hãng mà Burisma đó là con ông đứng cho đó. Nếu mà ông nếu mà ông công tố viên của ta ngồi đây tới mấy tiếng đồng hồ nữa, chúng ta thấy trên, nếu mà ông không đại đổ đuổi ông này mà đang điều tra con tôi đó, cái hãng đó, thì quý vị sẽ không được những mấy tỷ của quý vị cho quý vị. Đó là một sự lạm dụng kinh khủng mà báo chí là không muốn nói. Đó là cái tội rất lớn, không phải là cái tội tự do báo chí mà cái tội giấu che giấu sự thật. Cái quyền tự do báo chí là để không khui sự thật, mà họ dùng cái quyền tự do báo chí để mà giấu sự thật, để nói theo cái ý của họ, để lật đổ ông Tổng thống Trump là trái ý họ, là cái điều có lợi cho đất nước. Tất cả những người che giấu sự thật, liberal, dân chủ, đều là những người lạm dụng quyền hành và phản quốc. Lịch sử sẽ phán xét rất là rõ ràng. Đó. Chúng ta thấy ở đây, đây là cái đó, ông Biden ông làm được gì? Nói không ra lời, vợ ông mà ông tưởng em ông. Ông đi thành phố này, ông tưởng thành phố kia. Nghĩa là tất cả những người mà cái sự khác biệt, ông Trump chưa bao giờ làm chính trị mà thành công như vậy, là bị cái common sense, cái gì có lý, có lợi cho đất nước. Ông Biden làm 47 năm, gần 50 năm hoàn toàn thất bại từ đối nội, đối ngoại, dân chúng, mà cả cái chuyện của ông làm không có gì mà nên thân hết. Thì quý vị thấy đây là ông Trump từ nhỏ là ông đã bắt đầu có những cái ý kiến đó rồi, ông làm đó, rồi ông xây từ những cái building đổ để trở thành những cái building mới và cho dân chúng ở Queens mà sống, ở New York City, ở Queens sống đó. Có những lúc ông cũng thất bại, ông bị bankruptcy, nhưng mà ông comeback, ông trở lại, ông thành công lớn hơn. Thì cái thứ gì, cái professional chính trị gia thật sự. Bây giờ chúng ta phải đặt vấn đề, nếu quý vị có thấy cái phiếu nào mà term limit không có cho quá 12 năm, bởi vì mà những người họ làm 4 năm chục năm họ không biết họ làm cái gì nữa, mà có hại cho đất nước, là bởi vì ông Trump chưa bao làm về chính trị, mà chưa bao giờ mà ông ra ông làm có lợi cho đất nước như vậy, thì chứng tỏ rằng á, hồi xưa những người làm quốc họ không muốn ở đâu, họ không muốn ở trong Washington. Bây giờ ở Washington có cái gì mà vui, rất là khổ sở, làm theo chính phủ rất là khó khăn, mà tiền cũng không có nữa. Là mình biết mình là nạn nhân của cộng sản, mình biết chắc một điều là cộng sản là vô thần. Trong những cái chủ trương của đảng Dân Chủ mà chúng ta thấy là xóa bỏ Chúa, tức là cái niềm tin in God we trust mà, trong tùng tiền của mình là có cái miếng đó. Nước Mỹ họ lấy cái châm ngôn đó, và bây giờ Dân Chủ họ làm như vậy. Trong khi ngược lại đó, Tổng thống Trump, tôi đưa cái bằng chứng cho quý khán giả thấy ngày hôm nay, chúng ta sẽ chiếu hai cái video. Cái thứ nhất là bà Đệ Nhất Phu Nhân là video số 5, sau đó là video số 3, để thấy rằng cả Đệ Nhất Phu Nhân và Tổng thống đều đặt hết tất cả niềm tin và vận mệnh của nước Mỹ dưới bàn tay che chở của Thượng Đế, tức là đấng tối cao. Xin mời anh. Dạ, thưa, rất là chính xác thưa anh. Bởi vì tại sao đất nước Hoa Kỳ mà thành công suốt 240 mấy năm nay là bởi vì họ có Thượng Đế. Trong hiến pháp 4 khoản nói Thượng Đế, và tất cả là từ và Thượng Đế mà ra. Chính vì cái thờ phượng là phải có. Dân Chủ muốn lấy Thượng Đế ra khỏi trường học, lấy ra khỏi public, là bởi vì cái sự ganh tị thôi, là cái sự đó, cái sự cám dỗ của ma quỷ. Đó là hành động ma quỷ. Bởi vì quý vị thấy vô thần, tại sao không có Thượng Đế, không có niềm đức tín ngưỡng, chúng ta thấy họ đập phá tượng là một cái đường lối để họ là vô thần. Và chúng ta thấy ở nước Nga, nước Tàu đã 70 năm vô thần. Cộng sản là, nếu quý vị thấy dùm trong cái Black Lives America đó, thì cái Black Lives America, thưa quý vị, là nó như thế này. Là bởi vì họ nói là không có tôn giáo, không có gia đình và không có tổ quốc. Đó là vô thần. Mà khi mà ba cái điều, Dân Chủ lấy Chúa ra, Dân Chủ muốn bỏ border, không có biên giới, thì cái xứ nó không còn là xứ nữa. Thế là quý vị, đó là những cái chuyện mà những cái tư tưởng này là nguy hại cho đất nước. Đây là những cái điều mà họ hại đất nước, và họ phản bội đất nước, họ phản bội ý nghĩa của Dân Chủ và phản bội ý nghĩa của hiến pháp. Hiến pháp là cái sự an toàn của dân chúng là chuyện đầu tiên, tất cả mọi người. Khi mà quý vị, cả những ông dân biểu và những ông tổng thống này đặt tay lên Bible, trên Thánh Kinh, thề rằng tôi bảo vệ hiến pháp, mà bảo vệ hiến pháp á, ở ngoài và ở trong, bảo vệ hiến pháp là bởi vì sự an toàn của dân chúng là đầu tiên, mà họ không có, thưa quý vị. Chính vì vậy chúng ta thấy rằng đây là một cái điều mà cái khác biệt nữa giữa Dân Chủ và Cộng Hòa là Dân Chủ vô thần, Dân Chủ không có biên giới, và Dân Chủ tất cả mọi người được chính phủ hoạt động quyết định. Bây giờ chúng ta thấy cái COVID là gì, họ không cho chúng ta đi nhà thờ, họ không cho chúng ta mở tiệm, khi nào họ muốn cho mở thì mở. Mà kính thưa quý vị, cái lý do rất là vô lý. Bây giờ nếu mà đi nhà thờ, mà thí dụ có 50% những người bị COVID mà đi nhà thờ thì cấm được. Trong khi
với cái sự cẩn thận, với cái sự rửa tay, với cái sự giữ cái social distance, cái khoảng cách, thì họ vẫn là an toàn. Đây là cái điều mà chúng ta thấy bà Đệ Nhất Phu Nhân trong cái tuần lễ từ ngày Tổng thống Trump về phát huy mạnh cái tuần lễ cầu nguyện. Thì đây bà cầu nguyện đối với chúng ta, tôi mời gọi quý vị trong đất nước, trong lịch sử của đất nước, mỗi lần chúng ta gặp những khó khăn đều phải có cái sự cầu nguyện vào đặt tay Thượng Đế. Thì đây là cái lời bà nói, tôi mời tất cả quý vị cùng nhau cầu nguyện để chúng ta có ơn trên, để chúng ta có cái sự sáng suốt, để chúng ta có cái sự can đảm và có cái sự che chở, yêu thương, bảo vệ lẫn nhau. Thì đất nước chúng ta là một đất nước vĩ đại mà chúng ta chỉ có thể qua được như tiền nhân bao nhiêu người đã qua được là nhờ sự cầu nguyện. Nhưng chúng ta nhớ Tổng thống Washington quỳ dưới trời tuyết đi cầu nguyện cho đất nước. Tất cả các tổng thống đều cầu nguyện, là bởi vì đây là bà mời gọi chúng ta mỗi ngày nếu có thể được chúng ta cầu nguyện cho đất nước và hiệp thông với nhau. Nếu quý vị ở tôn giáo nào cũng được, ơn trên Thượng Đế là tất cả mọi người cầu nguyện cho đất nước, cầu nguyện cho gia đình. Bởi vì chúng ta đối diện với một chiến tranh này là một chiến tranh vô hình. Những cái trò quỷ quái này chỉ có những con ma quỷ nó bị ảnh hưởng bởi những ma quỷ và Satan, nó mới có những cái trò mà giết người, cướp của, không có công lý. Người ta xây dựng nhà cửa vô phá người ta, đốt phá đủ thứ chuyện. Thì quý vị chỉ có sự cầu nguyện, và mời chúng tôi cũng thương tha thiết mời gọi tất cả quý vị mỗi ngày xin 1 phút thôi cầu nguyện. Đây là một sự chiến đấu giữa ma quỷ Satan và Thượng Đế. Mà ma quỷ Satan thì nó nhiều trò. Ma quỷ Satan chúng ta thấy rất rõ là nói láo, lường gạt. Thì chúng ta dân chủ là Russian nói láo 1-2 năm trời, 35 triệu điều tra cũng không có gì hết. Ukraine mấy tháng rồi cũng không có gì hết. Embiid tổng thống cũng không có gì hết. Đây là một sự lạm dụng, và họ bị thúc đẩy bởi cái quyền lợi cá nhân, quyền lợi của đảng, và họ yêu cái quyền lợi và cái quyền hành của họ còn hơn là đất nước. Cho nên bằng mọi cá họ triệt hạ ông Trump, bởi vì tổng thống Trump đã làm được trong vòng 3 năm những gì mà cả đời 47 năm Joe Biden không làm được. Cái video này là video mà tổng thống nói rõ là không có tôn thờ chính phủ, chỉ có tôn thờ Chúa thôi. Đúng không anh? Dạ thưa đúng. Thì đây là một cái điều mà tổng thống kêu gọi chúng ta không được phép tôn thờ chính phủ. Tôn chính phủ chỉ là cái công cụ của ơn trên, và chính phủ là công cụ công dân để phục vụ công dân, tạo quyền lợi cho công dân, tạo cơ hội cho công dân. Cái này là khác biệt giữa Hoa Kỳ và quân chủ ngày xưa. Yeah. Tôn thờ vua. Yeah. Bây giờ cộng sản chỉ tôn thờ lãnh tụ. Yeah. Là tổng bí thư, là chủ tịch nước thôi, chỉ có một đảng, nghe lời đảng thôi. Yeah. Trong khi chính phủ Mỹ nó rõ ràng. Yeah. Là chỉ có tôn thờ một đấng là Thượng Đế, trời Phật thôi. Yeah. Còn cái nhân dân bầu lên. Yeah. Cái người lãnh đạo, cho nên không phải tôn thờ họ. Yeah. Chúng ta có thể phê bình, chỉ trích. Yeah. Và thay đổi người thì lãnh đạo. Dân chủ họ muốn ta tôn thờ họ. Yeah. Họ trả tiền ra, họ bắt mình phải tôn thờ họ, họ nói gì phải làm cái đó. Đây là một chế độ độc tài, một cái ý đồ độc tài và một cái chính sách độc tài của đảng dân chủ và của cực tả. Họ cố ý dùng những cái báo chí của họ để không nói sự thật. Thì ở đây chúng ta nói sự thật, không có gì bằng sự thật, thưa quý vị. Sự thật sẽ giúp chúng ta bình an, và không có gì bằng cái sự công chính, lẽ phải, và bảo vệ dân tộc và yêu thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta cũng tha thứ cho dân chủ, chúng ta cũng tha thứ cho những người cực tả, chúng ta cầu nguyện cho một ngày nào họ trở lại, nhưng mà chúng ta nhất định không theo đường lối của họ. Họ không phải tôn thờ nữa, xứng đáng chúng ta chỉ tôn thờ đấng tạo hóa và giúp chúng ta, cho chúng ta hơi thở, cho chúng ta cơ hội và chúng ta sức mạnh. Thì chỉ có sự cầu nguyện và hiến thân tất cả chúng ta cho đất nước và cho Thượng Đế thì chúng ta sẽ thành công. Cảm ơn giáo sư Mai Gia Trí. Rất tiếc là chúng tôi không còn giờ nữa. Hẹn gặp lại vào tuần tới. Dạ, cảm ơn.